Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip và mình sẽ làm món đậu rán trên non bia Sài Gòn bia nhôm này. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ dùng đạo cụ để làm món ăn cho các bạn. Ok. Thắng quá các bạn này. Mong mình không phải chạy ngay đi vì mình được 5 phút rồi các bạn. Mình rất là sợ luôn các bạn, những cái giây phút này mình khá là sợ luôn các bạn. Run cực kỳ bởi vì cái 7 phút thì nó không thể cắt ghép được các bạn. Nên là mình rất run các bạn. Mình còn một chút kiểu các bạn đợi mình chút để mình đi mong ông ấy bớt chạy ngay đi giúp mình. Cầu xin ông ấy một lần. Đi mà đồ để mình nướng nha các bạn. Có mấy người đang đốt lửa chỗ đấy ạ. Xong là vừa đốt xong lửa cháy rồi, cháy rất to, xong là anh ấy về, anh ấy chạy ngay đi, anh ấy remix. Xong là coi như là vứt luôn cả bãi lửa đấy anh ạ. Nếu mà anh kia may mắn thì hôm nay anh sẽ gặp cái tình trạng như sáng nay. Ngồi đốt lửa khó xít à. Về ủy phát to lắm. Buồn bố quá bạn ơi. Chưa làm chưa buồn tôi thằng ăn của nó mẹ cái quả từng đầu ở bên trước tính dưới ngồi đít vào cơ nát lên này đắt ngang con bếp mới luôn anh em ạ. Đắt mỗi cái đầu tay trong môi trường đằng kia cái đằng kia bên tí còn của hai ra nhỉ. Nắng quá các bạn. Ôi. Vườn nhà mình quá là mát các bạn. Đầu làm cá. Tuyệt vời luôn. Đưa ra đây mình ngủ thôi. Quay. Trời nhiều muỗi đây. Các bạn mình đi lấy đồ nướng nhé các bạn nha. Các bạn đợi mình tí nha. Nóng quá anh ạ. Tôi đi anh em hãy tâm được mình Sơn sơ dầm người chăm chỉ con ngoan của Dung anh em. Tôi có 2 máy thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Mong anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ với tôi mình làm những video hơn này. Không hút mà đây được. Anh em đây quả lến của mình đây nhỉ. Mình sẽ nướng một quả lến này. Mình sẽ review về một lá của điện thoại các bạn. Đây đang gọi là lá chanh nhá. Đây thì không biết là cây gì các bạn, nhưng mình ngửi thấy mùi thum thủm các bạn. Mình đảm bảo luôn mùi thum thủm quanh đây các bạn
thấy một cái ghê nhưng mà mình vô tình mình ngồi đây các bạn đứng vẫn trong. Anh em biết mùi ở đâu anh em bảo giúp mình sao mình chậm pẹt hết rồi thì tung biết anh em. Mùi tung thủng cái nè anh em. Vẫn đang mô của mình anh em. Tung tủ càng ngày càng tung tủ với anh em ạ. Càng ngày càng thơm anh em nhé. Anh em mình sẽ ăn review ăn nhanh nhanh lên. Rất là đắng anh em. Không đắng anh em, rất ngon luôn. Anh em nào mà kiểu không kinh nghiệm, ở thiếu kinh nghiệm hay cả thiếu kinh nghiệm thì nó rất đắng. Đắng đấy. Và ăn vào thì nó rất đắng luôn anh em. Như ông ấy này. Vô ơi. Quay xong chảo chưa? Chưa. Ăn lòng này. Đủ. Mình tiếp tục với nhau. Đóng vai nhau. Đóng quá. Tắt nhạc đi. Thằng xóm tắt nhạc đi. Các em đặt mẹ luôn. Rồi mình có phải lại hát em nữa không? Không hiểu tại sao ạ. Lâu quá thì mình bỏ ghế ra ngoài em nhé. Mình sẽ ngồi ở dép thôi nhé. Đấy, mình ngồi ở dép thôi nhé. Em ạ. Nóng luôn. Share, subscribe, đăng ký kênh, nhớ bấm nút chuông nhận video mới nhất mình ra mắt nha. Bây giờ xin chào và hẹn tất cả anh em nhớ ủng hộ mình nha. Yêu thương con bạn. Tất chỉ là tắt rồi nhỉ. Không thể cháy lắm. Xong rồi. Không có cà đấy. Mấy ghi nhau 7 phút 2 cà đấy. Làm gì được cái nào. Bây giờ mới làm cái K2 đây. Cho máy nó nghỉ ngơi rồi đi. Nhớ gần đầu anh em. Nhớ gần đầu.
buồn. Vô cái tiệt rồi. Mồm vô của đá. Đá rụng mõm vào mồm vô luôn. Bao tiêu ở đây. Mãi không thấy. Buồn ghê. Lóng vã mồ hôi rồi anh em ơi. Cháy lỗi nhá, cắt cái lế này. Mình nhìn thấy dầu ăn nhanh các em. Tí có phải mình sẽ làm gì đi không? Ok, sao ăn đây anh em. Cảm nghĩ là mình sẽ ăn là chuối thường xuyên vì là chuối rất tốt cho da, cho
đi thì nghe mà hãy thử cho mình biết cảm nhận nhé. Mình đợi mỡ sủi không cho là cái món ngon nhất mình từng ăn nhiều nhá. Em thấy mỡ sôi không? Rất ngon nhỉ. Nắng này mà được miếng đậu, được cốc bia mà. Đến mình rồi nha anh em. Đợi mình xíu của mình. Làm lại em ạ. Về may mà có nhiều cây khá là mát. Bớt đi phần nào. Nào các bạn. Các là bọc. Chắc trồng cây để chắc chết mất. Bà con ơi. Có ai có bật lửa không bà con ơi? Đây đây. Mình ăn chứ. Đi một vòng nữa. Bạn ơi sao bạn không chính xác đâu. Vã mồ hôi nhỉ. Yeah.
ngon nhỉ. Làm review rộng rán anh em nhé. Rán này ở đâu? Rán này ở đâu? Ở đó anh em ạ. Nóng quá nó không đứng được. Sao? Tất đa cũng bật lửa các bạn. Mình không có gì nói đấy các bạn. Nó ngon đúng không ạ? Mình đi xin lửa anh em ạ. Ai ơi. Quả miếng đậu thì
nhìn rất khát nước ạ. Mình nghe thấy tiếng remix. Hôm nay mình cân hết các bạn nhá, mình không phải ngại gì cả. Tôi rất là to nhá. Các bạn nào anh em tụ tập ở sân nhờ anh em nhờ. Phép được thì phép từ ngày đầu với đây anh em nhá. Các bạn nhá, mình chưa ngán nhé hát ở đâu nhá các bạn nhá. Bây giờ mình có một chuyến sách rất là hay anh em ạ. Anh em hãy làm một mâm cỗ anh em bên đấy và anh em cắt dây loa anh em nhá. Thì nghe rất hợp lý luôn. Mình cắt dây loa thôi, nối lại dây loa mất được nửa ngày rồi anh em ạ. Rồi là mình hãy sang mình lại cắt tiếp anh em nhá. Cứ như thế một tuần là sẽ chán luôn. Tí nữa mình sẽ review món đậu đang hán nha anh em nha. À quên mất mất lửa anh em ạ. Mình xin lỗi. Nóng quá anh em ạ. Nóng nhỉ. Lại tắt rồi anh em ơi. Buồn. Buồn hết sức buồn luôn. Mình thấy một con ốc sen anh em ơi, anh em làm ăn ốc sen luộc không nhỉ? Mình sẽ làm luôn anh em xem nhá. Wow, con này còn sống nguyên anh em ạ, nó đang bò. Mình sẽ để ở đây cho nó bò đi nhá. Thank you.
cho anh em cùng xem. Đậu dán của mình sắp xong nha anh em nha. Bây giờ review nha anh em nha. Đó anh em ơi. Đây. Tạo tại nha, nhưng hôm nay mình sẽ review món nước chanh siêu to khổng lồ. Đây món nước chanh của mình vừa đi làm, vừa đi hái quả chanh ở tận bên Lào Cai các bạn. Nhà mình Thái Nguyên cũng khá gần Lào Cai anh em. Ngày mai anh em mình vào tí. Thái Nguyên rất gần Lào Cai luôn anh em ạ. Anh em ở trong này có tiếng. Ở đây có rất nhiều tiếng cánh mời anh em nhá. Lào Cai gần Thái Nguyên nhá. Anh em mình thấy là thấy mình đúng hay comment phía dưới. Các bạn ạ. Mình không muốn cãi nhau trong video. Hà Nội và Thái Nguyên. Chấm ngay trăm cây. Các bạn không chỉ là ngày đâu, mình bước 3 bước đến các bạn ạ. Ngay cổng nhà mình các bạn ạ. Mình ở Thái Nguyên nhưng mà mình bước 3 bước đến Lào Cai luôn anh em. Bà mình tên là Lào Cai. Wow. Wow. Mình nhớ đây là video của mình thì phải các bạn. Mình nói gì chẳng được các bạn, nhưng mà ở đây thì có người như công ty các bạn. Thì rất là cảm ơn em đã quan tâm theo dõi video của mình nhá. Thì volume chúng ta có thể cho bèo bây giờ mình sẽ uống thử nước lọc Lào Cai cốc Thái Nguyên đúng không? Thái Nguyên đúng không? Chưa biết Thái Nguyên là gần với những địa điểm đấy thì các bạn chưa phải người lớn các bạn. Các bạn không phải chơi được chưa? Mình chuẩn bị review món đậu rán nha anh em nha. Món đậu này rất là tốt cho da. Không bảo em cũng là đấy đậu anh em nha. Ok anh em, tìm bên mình review cho anh em về món món sơ sông của anh em nha. Rất là ngon anh em đã thử cho biết cảm nhận của anh em. Nhớ ủng hộ mình bằng cách là like, share, subscribe, đăng ký kênh. Đúng lúc chuẩn bị những video mới nhất của mình sẽ được nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau. Bye bye. Nếu mà có đậu hát anh em ạ. Bây giờ mình chỉ có con khuôn nuôi thật to để trôi sạch cái đống lửa đằng kia nó đốt bao lâu anh em. Mình nói đùa thôi, đừng có mưa, mưa tối nay mình không đi đâu được đâu các bạn nhé. Bạn ơi, mình hứa bắt đầu làm
đấy. Các bạn rồi, nghe tiếng rồi. Đây. Vừa thôi. Nước nào hay là nước Lào? Nước Lào. Đó, mình có đồng nào. Nước Lào cay nghe nhá. Đây là mình sẽ bán miếng đậu này anh em ạ. Đậu rất ngon. Chất quá đỉnh anh em ạ. Khá lăng anh ạ. Thằng vỡ mặt. Vã mồ hôi nha. Khá là lắng anh em. À, mình làm ngôi nhà đấy nhá.
nắng quá anh em ơi. Đã hết lên rồi anh em ơi, chuẩn lên rồi. Rất là buồn à. Mình phải chế được cái mũ anh nha. Ăn đi ạ. Lắm anh em, đậu xôi khá là ngon. Giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi. Không mình chả lá nào đây đây.
khá là ngon. Khá là lắng nghe nhau. Rất là nhanh nhá. Đang tí hết cây lớn nhá. Mùi hơn anh nhỉ.
Nắng quá, chỗ này ngồi nó nắng đầu. Đội như này á? Hello. Thôi cá đi. Cho mát nữa. Đâu
thế trong xưa lâu thời gian ngồi đỡ chán rồi. Ta nóng nhỉ. Vào là uống nước anh em nhá. Uống nước quá. Để ý cho mình nhá. Sao bây giờ làm cả hai? Bây giờ em đi chặt củ.
rút ra được bạn lấy cái gì rồi. Mình chưa làm mấy hôm rồi. Em đợi mình tí nha. Mình đang đói chỗ quay nha. Lên lửa phát anh em nhá. Tiểu kiến nha. Cảm tất lắng. Thank you.
vã mồ hôi anh em. Cá lăng. Cá lăng. Okay. Xong cái chỗ kia rồi. Em đã xong rồi.
cứng vãi. Đây anh nha, tiếp tục hướng lên tiếp theo nha. Sau nha mẹ, khá là mệt nha. Làm gì? Bằng mình một chỗ ngủ khá tốt và mình kiếm cái quạt không mình ngủ rất
Anh em mình nằm tí anh em. Ôi, anh em gọi mình nha. Mình đặt đậu các bạn nha mày. Khá nóng rồi nhớ, cháy khá là nóng. Trời ơi. Em đợi một xíu nha. Tí thấy cái sạc của em chưa? Sử pin rồi. Anh mở bật lửa em ơi. Bật lửa chỗ bạn anh kia. Quỳnh quay đâu nhỉ?
qua. Xung quanh đây không có lá lốt nhỉ? Đây phải là lốt. Đợi cháy một lúc thì mình cho bếp đấy. Ok, quay lại đây như này. Khá là lòng.
khá là nóng. Tốt đấy nhá.
Các bạn hết pin rồi anh em à.
cháy các bạn. Mình quay lại đây các bạn ơi. Tôi chết. Sao lại thành ra thế này các bạn ơi. Rồi nha, mình quay lại đây nha mà. Tiếp tục cuộc hành trình. Nấu ăn của mình nhằm nhìn miếng đậu.
ơi là đậu. Anh em. Mấy giờ rồi? Rồi quá tòa nhỉ. Thank you.
khá là lương. Nhiều nước khoan anh em nhé. Quên ở đây anh em ơi. Khá là mệt nhỉ. À, mình được 16 phút rồi nha. Một mùa mới được. Một mùa thành tìm mỗi. Rất là mỏi nhỉ. Yeah.
cái là mỗi anh em ạ. Tiếp tục nha anh em ơi. Tiếp tục nha anh em. Xôi rất đẹp. Ngon. Nghe mát không anh em? Chiều mình đã ăn được vài miếng. Ôi, cái gì ngủ cố răng rỡ đây em. Ngủ ra đây. Mình đậu mình vẫn sôi anh em ạ. Chỉ ngon. Em nhìn đâu. Chỉ ngon. Mà mình đi nghỉ giấc anh em. Để YouTube mình nhá.
đến đây. Tất chi là nhiều kiến anh em ạ. Mình đụng cái trái như nhau đây. Ôi, khá là mệt. Thank you.
anh đưa bạn lưỡi em nhỉ? Xong rồi anh em ơi. Khi nằm mỏi anh em ạ. Thôi. Mất rồi anh em ơi. Cho đấy. Mỏi quá anh em à. Tối rồi thằng nhậu. Rất nhiều kia đấy nhỉ. Nhưng năm nào mình đã thì đã đặt thẳng anh em. Làm trụ mình cảm giác. Nhìn thực tế. Thẳng vẽ các thứ anh em. Mới đầu. Tác. Nam. Thank you.
chứ thì trên đường thua. Ok nha. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây anh em nhá. Máy mình hết pin rồi. Mình xin kết thúc clip tại đây. Chào và hẹn gặp lại anh em.